Ngồi đây, nhớ bác Khang á. Ngồi đây, ngồi đây. Rồi, ngồi đây bác đi cho nhé. Đi xa để khát nước à? Mẹ con định đi đâu đây? Qua em xuống em thấy anh ốm mà em còn ít vật ăn em bảo xuống ăn pha với giấm. Mà làm kìa? Nhà có giấm chưa? Nhà có mà. Em pha với giấm nó sẽ giải được. Em vẫn còn ho nhiều. Đỡ đau đầu nhưng mà ho. Bye. Oh, you put so high, and you put your jaw, eh? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì giờ cũng tao ít thôi nó không mua ít thôi hắn tao lẹ à cái cái chữ thôi bớt cái chữ bớt chữ cái chữ thôi giờ ít quá chả thấy sẹp quá cái là quá sáng giờ mà我来，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 我
thế mình thấy giờ tự nhiên lại biết khó lắm đó. Quấn chu tặng, quấn chu tặng. Còn đá nữa, còn đá nữa. Tôi còn đá, tôi tập tới. Rồi, ok. Làm gì ta mua y kia y bua nè, bây giờ mua là ta nhá oai nhỉ lắm. Làm thay làm mua ta rồi làm về. Như là. นะนะนะนะนี่ตานี่นะทะทองสึกโกตานี่งานนะเออตานี่เยอะตานี่เยอะเยอะไอ้เตี้ยสึกโกตานี่เยอะเยอะตานี่ทันเดือนเดียวนี่ตานี่นะทะทองเยอะตานี่นะ Số để em đi đan cho mẹ nhìn lúa, một tí cho mỏ tí là số để em đi cho mẹ.
để chơi với các con về. Đi học trò ở học trò. Em chào nhà lên che nhà. Rừng nhá, đó nhá, đây, rừng này, Duyên về mẹ đi con. Duyên ơi con đi đâu đấy? Duyên về mẹ đi con ơi.
nè, ba nè, ít ba nè, mày lại ít ba nè nhưng bánh sử, ít ba nè, ít ba nè mày nữa, ít ba nè mày nữa, ba, thôi ít ba nè mày nữa, ba, ít ba nè mày tốt đấy, ba, ít ba nha. Rốt cuộc nha. Ui. Ít bà nè. Mua sao. Hỏi mẹ xem có mua gừng không? Mua màu gì? Yeah.
Thế chú lấy hết nhá. À vâng. Cái nào về được nhỉ? Đây, cháu có túi bóng rồi. Đây, cháu lấy hết mà. Đây. Để tiền nhá. Vâng. Cảm ơn nhé. Vâng vâng. Chơi cho mẹ nấu cơm nhá.